Okay. Just testing the water to make sure it's good. Okay. Hey, và hôm nay khỏe không tất cả nè. Chú Senpai đây và chào mừng anh em đã đến với series thử thách. Và hôm nay mình rất là hào hứng bởi vì mình vừa nhận được một thử thách từ một cái thằng bạn thân. Nó kiểu như thế này. Dũng à, mấy hôm nay tao thấy video của mày nhiều người xem phết nhỉ. Hôm nay tao có một cái thử thách cho mày đây. Và nếu mày làm được thì qua nhà tao nhận 1 triệu nha. Thử thách sẽ là như thế này, mày chỉ cần đổ đầy nước vào một cái chai nhỏ và uống hết nó trong vòng 1 giây. Nếu mày uống được thì mày quá là bá đạo rồi, còn nếu mày không uống được thì đi chết đi. Và nó còn gửi cho mình một cái đường link của một video nữa cơ để xem. Người ta uống chai nước trong vòng 1 giây như thế nào. Wow, không thể tin được, thực sự là quá ghê. Làm sao mà nhìn được thế nhỉ? Oh man, không tin được. Wow, hết thật luôn kìa. Bá đạo vãi linh hồn luôn anh em ạ. À, làm sao nhỉ? Làm sao chúng ta có thể uống hết được một chai nước đầy mà có thể cầm như này mà đẩy phát vô hết luôn, không cần nuốt, không cần gì luôn hả? What the fuck? Oh, wow. Ăn một chai, ăn 1 triệu đồng không có dễ chút nào. Let's do it. Quất thôi. Ok, yo. Let's do it. Đây, chúng ta có chai nước đây, đầy nước nha. Uống hết cái chai nước này trong vòng 1 giây ấy. 1, 2. Được rồi, ta sẽ uống hết chai nước này trong vòng 1 giây. 1, ơi. Còn một xí, còn một xí. Hết rồi. Nice. Nice. Được đấy, được kìa. Ok ok, ướt sạch miệng nó áo rồi anh em ơi. Tuy là không được mượt như những thanh niên bá đạo trong video nhưng mà mình cũng làm được khá khá chứ nhỉ. Không 1 giây thì cũng 2-3 giây, cũng khá ghê rồi. ơi, rất ghê, rất ghê. Lấy hơi các kiểu. Không nhìn được người thanh niên này. Làm các động tác các kiểu con đà điểu và rất là ghê. Ấy, cứ tưởng uống được, hóa ra phọt hết miệng nó ra ngoài. Really hard to open, maybe because I'm weak, but like I was scared, I was gonna embarrass myself, but I did open it. All right, man. Bro, I do not know why, but I'm like nervous right now. All right, come on, come on. We got this. What? What? Tân niên ngạc nhiên vãi chày cối luôn. Kiểu như cứ tưởng là đơn giản nhưng mà sau đó là éo đơn giản chút nào, phọt hết cả nước ra ngoài vãi lên luôn. Cứ tưởng dễ nhưng mà không có dễ chút nào đâu anh em ạ. Wow, thanh niên lại uống hết một can nước luôn, không phải là trong 1 giây. Đấy gọi là tác hại của việc uống nhiều nước, quá nhiều nước vào một lúc này mà. Không nên chút nào. Okay, ready? Fail. Này thì đẩy hả con? Đẩy nước hả con? Ok. Just testing the water to make sure it's good. Ok. Oh,
Ok, mình nói với các bạn rồi, mình nói rồi. Thực sự nó không hề dễ chút nào đâu. Rất là khó, rất là khó đấy. Phọt hết cả ra ngoài này, không tin được. So many. Just wanted to make sure it's good. Ok. So many. Wow. Wow. Whoa! That's about it. All right, that's all, yeah. Okay, okay. Anh này thì thôi khỏi nói rồi, bá đạo vãi linh hồn luôn, hai chai liền quất luôn, không không có vấn đề gì cả. My God! Ê! Ê! Còn nước trong trong chai thì à? Còn nước trong chai nha. Thua rồi. Ok ok, thì chắc có lẽ là mình không nhai nổi 1 triệu của thằng bạn rồi, khó quá mà. Tuy là không được 1 giây nhưng cũng được 2-3 giây. Ok, thì tại sao anh em không thử uống hết một chai nước trong vòng 1 giây thử xem nhỉ? Và nếu anh em làm được thì nhớ quay video lại và gửi click qua fanpage của mình nha. Và mình sẽ làm một cái reaction xem những video anh em uống hết một chai nước như thế nào. Thì bất kể là anh em có uống được hay là bị fail hay là phọt hết nước ra ngoài thì cũng gửi click video cho mình nha. Mình muốn những khoảnh khắc hay nhất, vui nhất hay là những cái gì đó mình có thể xem được của tất cả mọi người ở đây. Được rồi, thì cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và chúc một ngày tốt lành. Bye bye.